Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày hành trình trên biển, đoàn công tác số 6 do chuẩn đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên làm Phó trưởng đoàn thường trực, đã đến thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ ở các đảo sông Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Lên Đao, Thuyền Chài A, An Bang và đảo Trường Sa Lớn. Tại đảo Đá Lắc, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành và bàn giao nhà văn hóa Đà Nẵng. Công trình nhà văn hóa Đà Nẵng tại đảo Đá Lắc do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đóng góp xây dựng với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Được khởi công từ cuối tháng 1 năm 2018, công trình nhà văn hóa Đà Nẵng tại đảo Đá Lắc đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với quy mô xây dựng nhà cấp 1 có diện tích đất khoảng 900 m², gồm 3 tầng nổi, 1 tầng ngầm và 1 chòi quan sát, có các bể dự trữ nước ngọt, vườn rau, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm và chiếc cầu nối với nhà cũ dài 71 m. Đây là công trình dân dụng đặc thù ngoài biển do công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 thuộc binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng đảm nhận thi công, đến nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Với tinh thần vì Trường Sa thân yêu, hôm nay chúng tôi thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà văn hóa Đà Nẵng tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa. Đây là công trình thể hiện tình cảm của thành phố Đà Nẵng dành tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, bám đảo, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận món quà vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi tặng cho quân dân trên các đảo Trường Sa nói chung và đảo Đá Lát nói riêng. Trong bài phát biểu của mình, chuẩn đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam nhấn mạnh. Công trình nhà văn hóa Đà Nẵng là món quà hết sức ý nghĩa. Trước hết thể hiện tấm lòng, sự quan tâm, sẻ chia những khó khăn về cơ sở vật chất đối với quân dân đảo Trường Sa. Đồng thời, đây là thể hiện trách nhiệm rất lớn, sự trung sức của Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Món quà này là dấu ấn thấm đượm nghĩa tình quân dân, là nguồn động viên lớn lao kịp thời đối với cán bộ chiến sĩ Trường Sa nói chung và quân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng, tạo thêm thế đứng chân, thế phòng thủ vững chắc liên hoàn cho đảo, tạo thêm sức mạnh để quân dân huyện đảo Trường Sa trụ vững lên tuyến đầu biển đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà văn hóa Đà Nẵng tại đảo Đá Lát không chỉ là nơi để cán bộ, chiến sĩ trên đảo có nơi rèn luyện thân thể, vui chơi, giải trí, mà còn là trạm dừng chân của các ngư dân đánh bắt hải sản, trú tránh bão và làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhân dịp này, đoàn đã thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát và công nhân công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, đơn vị đã thi công công trình nhà văn hóa Đà Nẵng.